Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái hướng dẫn cụ thể cho các bạn làm số liệu, cập nhật số liệu trên phần mềm cho tổng hợp tất cả các loại hình kinh doanh. Đầu tiên là thương mại, sau đấy xây dựng và sản xuất thì các bạn biết đấy. Hôm nay thì tôi liver trực tiếp cho các bạn cái này cũng nhằm phục vụ cái việc các bạn theo dõi thường xuyên các video mà chúng tôi liver cho các bạn, để các bạn có thể nắm rõ cách thức tổ chức và hoạt động hạch toán trên một phần mềm kế toán. Vấn đề của các bạn là các bạn lựa chọn phần mềm nào mà nó đáp ứng được đầy đủ các cái thông tin của các bạn, các cái cách thức, cái mô hình kinh doanh của các bạn. Đầu tiên chúng ta vào phần mềm, kích đúp và biểu tượng của phần mềm trên màn hình. Chúng ta chọn dữ liệu để làm. Tôi đã tạo sẵn một cái dữ liệu trắng, không có thông tin gì cả. Các bạn thấy là mật khẩu đang để trống. Cái này khi các bạn làm thành thạo rồi thì các bạn có thể đặt mật khẩu để bảo toàn cái số liệu của mình, tránh trường hợp người khác vào để sửa lung tung. Thế thì các bạn biết là ở trong này cái tiện ích đầu tiên là có cái mà tôi muốn nói cho các bạn là cái nhật ký truy cập. Cái nhật ký truy cập này nó chỉ lưu trữ 6 tháng thôi các bạn nhé. Các bạn lưu ý là nó chỉ lưu trữ 6 tháng thông tin là các bạn làm cái gì trong phần mềm. Thế nên là chúng tôi không đưa ra cái thời gian, ví dụ cách đây 1 năm các bạn sửa một cái chứng từ thì các bạn sẽ không tìm thấy, nhưng trong vòng 6 tháng thì nó các bạn sẽ tìm thấy cái thông tin các bạn làm cái gì. Đầu tiên ấy, thì tôi muốn nói các bạn là cái cách thức tổ chức của phần mềm trên cái màn hình chính, gọi là cái desktop ở trên màn hình của form của cái menu của phần mềm ấy. Thì cái desktop này là một số các cái nghiệp vụ chính các bạn làm. Ví dụ như thế này, tôi ví dụ phần tài sản. Các bạn thấy là ở trong này chỉ có một mục ghi tăng, khấu hao, ghi giảm, điều chỉnh và điều chuyển. Thế thì các bạn nhìn thấy là đối với phần mềm ấy thì các bạn nhìn thấy trong cái phần tài sản ở trên này còn có thêm một số các cái tính năng nữa, là cái năng ghi tăng khác và cái bảng hệ số phân bổ tài sản. Chúng tôi không đưa lên ở đây nhiều. Các bạn trong các trường hợp đặc biệt thì các bạn sẽ sử dụng menu trên này, còn bình thường các bạn cứ sử dụng giữa màn hình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn nhìn cái bố trí của phần mềm ấy, là ở đây là các cái form để các bạn vào nhập số liệu. Và các bạn nhìn thấy khi các bạn kích đây thì nó sẽ ra một cái trang, trang này nó hiển thị tất cả các cái chứng từ các bạn chọn. Thế thì các bạn nhìn thấy là ở đây có nút refresh này, và cái nút chọn cái ô combo book để các bạn có thể chọn được là số liệu hiển thị ở trong cái màn hình này là số liệu gì, tức là số liệu tất cả số liệu, hay là tháng này, quý này, tháng trước, quý trước. Thế các bạn lưu ý nếu các bạn để tháng trước thì đương nhiên là số liệu các bạn nhập trong tháng này nó không hiện ở đây nhé. Cái thứ nhất, cái thứ hai là số liệu ở trên cái màn hình chính của các cái form nhập chứng từ này các bạn này. Các bạn nhìn thấy các bạn chọn nút thêm nhé. Thì các bạn thấy nhìn thấy cái form nhập số liệu nó sẽ hiện lên. Nhưng mà có một cái thế này này. Các bạn lưu ý là trên cái form nhập số liệu này khi các bạn đóng đi nhé, thì cái màn hình này này, tôi giải thích cho các bạn cái màn hình này, nó căn cứ vào cái ngày hạch toán của các bạn. Có nghĩa rằng nó theo cái năm ở đây. Số liệu nó chỉ hiển thị trong năm thôi. Nếu các bạn mà muốn ví dụ thể hiện 2016 hiển thị lên, các bạn nhìn thấy không thấy 2016 đâu, thế thì các bạn phải vào cái chỗ ngày hạch toán này này. Ngày hạch toán này các bạn chọn là 2016. Sau đây các bạn chọn đồng ý và các bạn chọn refresh thì lập tức là cái phần mềm nó sẽ hiển thị số liệu cho các bạn trong năm. Thế thì chúng ta quay lại cho năm 2017. Rồi, ok các bạn. Tiếp theo chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn biết được là ở trong này có những cái chức năng gì. Thứ nhất là cái menu đầu tiên là menu tệp, thì các bạn biết là các bạn đang mở dữ liệu thì sẽ không có hiện lên cái chức năng mở dữ liệu nữa, mà nó chỉ có hiện chức năng đóng dữ liệu.
Và thông tin về dữ liệu thì các bạn biết là nó là, ví dụ như ở đây là tên dữ liệu là gì, ngày bắt đầu hạch toán là ngày nào, áp dụng theo cái thông tư nghị định mới của nhà, theo thông tư nghị định nào của nhà nước, tổng số chứng từ các bạn đã nhập ở trong phần trong cơ sở dữ liệu, cái mà nó hiện lên cuối cùng là cái thoát phần mềm, cái này đương nhiên rồi, các bạn thấy không? Thế thì ở cái menu này tôi ví dụ một tí, các bạn chọn đóng dữ liệu đi thì sẽ ra cái màn hình trắng. Thế các bạn nhìn thấy sẽ hiện ra cái là mở dữ liệu. Ở trong này thì khi các bạn chọn này, các bạn nhìn thấy là có rất nhiều số liệu các công ty khác nhau. Thế thì các bạn có thể chọn số liệu để các bạn làm. Cái thứ hai là cái trường hợp tạo mới dữ liệu thì các bạn tạo mới một dữ liệu để mình làm. Đối với nhiều công ty có thể sử dụng để tạo các cái báo cáo, tạo cái số liệu về nội bộ quản trị chẳng hạn, hay là các cái số liệu về ngân hàng. Ví dụ đến kỳ vay vốn ngân hàng các bạn phải làm báo cáo tài chính, thì các bạn biết là cái chức năng tạo mới dữ liệu này cho phép các bạn tạo mới một cái dữ liệu để các bạn copy từ cái dữ liệu chính của các bạn sang các bạn sửa thành báo cáo ngân hàng chẳng hạn. Rồi là cái quản lý dữ liệu thì các bạn nhìn thấy ở trong này có rất nhiều cái dữ liệu khác nhau. Các bạn nhìn thấy thì có các cái tính năng như phục hồi, sao lưu. Ví dụ trong các cái trường hợp các bạn cài lại Win ấy, thì cái file dữ liệu nó vẫn nguyên. Các bạn chọn đăng ký dữ liệu để các bạn vào đăng ký lại cái dữ liệu các bạn đã lưu ở trong đấy. Phục hồi là cái dữ liệu các bạn lưu trữ. Sau mỗi lần các bạn đóng phần mềm ấy, thì phần mềm sẽ hỏi các bạn có lưu trữ dữ liệu không, thì các bạn chọn backup thì nó sẽ backup theo từng tháng các bạn nhé. Đấy, số liệu nếu mà backup mỗi ngày, backup một lần thì nó quá nhiều, sợ là ổ cứng của các bạn sẽ không lưu trữ được hết, thành ra là số liệu sẽ backup ở trong tháng. Sao lưu có nghĩa là các bạn lưu số liệu ra chỗ khác. Ở đây các bạn nhìn tên tệp sao lưu và các bạn muốn sao lưu nó đi đâu. Gỡ bỏ dữ liệu là các bạn gỡ cái dữ liệu này ra khỏi phần mềm, thì gỡ cái này ra thì dữ liệu nó vẫn nguyên. Xóa dữ liệu thì đương nhiên nó xóa luôn cả dữ liệu. Thì trong trường hợp cái nâng cấp dữ liệu này là cái nâng cấp chủ yếu dành cho nhà phát triển, chủ yếu dành cho chúng tôi thôi, các bạn không dùng đến. Các bạn sẽ sử dụng cái chức năng tự động cập nhật ở đây. Chúng tôi nâng cấp cái gì thì các bạn vào đây là các bạn có luôn. Thiết lập kết nối máy chủ thì cái này là đang cái thiết lập kết nối tới máy chủ SQL Server. Cái tài khoản này thì các bạn biết là có hai hình thức, thì nếu mà các bạn dùng online internet thì chúng tôi cấp cái tài khoản cho các bạn riêng, và các bạn dùng offline ở trong mạng LAN thì các bạn nhìn thấy là cái tài khoản này đã được đặt sẵn rồi. Ok, các bạn nhìn thấy các tính năng như thế. Chúng ta vào trợ giúp thì có cái nội dung trợ giúp này, thế giới thiệu chương trình. Giới thiệu chương trình thì các bạn thấy là chúng ta xem vào đây, các bạn nhìn thấy thông tin này được cấp bản quyền rồi. Ok, các bạn nhìn phong cách này, cái phong cách này chẳng qua là cái hình thức hiển thị, ví dụ coffee, nó ra hình coffee rồi cà phê gì đấy, rồi các bạn chọn cái nhiều khi đỡ mỏi mắt đấy, các bạn nhìn đấy, Valentine chẳng hạn. Ôi giời, nó đổi nó lặn lặn xuống đây luôn đấy. Seven Classic đi. Ok, các bạn chọn mở cơ sở dữ liệu nhé. Đây, chúng ta chọn số liệu đào tạo trực tuyến 2017 đi. Chúng tôi đã tạo sẵn rồi, các bạn nhìn nhá. Các bạn có gì các bạn cứ comment lên đấy, tôi sẽ trả lời cho các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu vào các cái menu khác. Ở đây có cái menu khai báo thì các bạn biết là ở đây có mấy mục, là mục tài khoản này. Các bạn phải nắm rõ được những cái mục này để nhằm mục đích làm gì thì các bạn mới có thể làm được phần mềm nó dễ hơn. Các bạn cứ cài đặt phần mềm rồi các bạn cứ nhảy vào, các bạn phiếu thu phiếu chi tiền mặt, rồi lại quay lại hỏi nhà cung cấp cái chỗ khai báo ở đâu. Tôi nghĩ là các bạn nên nắm qua cái tổng quát của phần mềm, cái đấy là cái cực kỳ quan trọng. Chúng ta nhìn này, hệ thống tài khoản ở đây, khi các bạn vào đây thì các bạn nhìn thấy tất cả các tài khoản được hiện lên ở đây, thì các bạn nhìn thấy không,
Thế thì đối với cách thức tổ chức các tài khoản thì chúng ta sẽ đi lại cụ thể sau. Ở đây tôi sẽ lướt qua cho các bạn cách thức tổ chức cái danh mục thôi. Ở đây khai báo này, tài khoản kết chuyển là những cái mà chúng ta khai báo để kết chuyển vào đâu. À, phần mềm thì đã có khai báo sẵn một số các cái tài khoản. Thế nhưng mà ở đây các cái bút toán này các bạn nhìn thấy là theo cái thông tư 133 thì nó không còn tài khoản 2 năm 21 năm 12 năm 212 gì đấy. Thì nó không còn dùng nữa nên cái này những cái này các bạn chọn kích vào đây các bạn chọn xóa đi nếu mà các bạn không muốn nó rườm rà. À, thì các bạn là nhìn thấy ở đây khai báo đây là nó rất là cụ thể. Các bạn nhìn thấy không? Ở đây thì những cái kết chuyển này nó được cố định sẵn. À, trong trường hợp mà các bạn áp dụng cái thông tư 200 này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trong này có thêm các cái bút toán kết chuyển chi phí. Thế thì cũng tùy từng doanh nghiệp thôi. À, có những doanh nghiệp thì tách các cái tài khoản chi phí ra thành nhiều tài khoản khác nhau. Đấy, thì cái việc khai báo lại cái kết chuyển lãi lỗ này tôi sẽ làm cụ thể cho các bạn ở mục sau nhé. Rồi, tôi đi hết hệ thống rồi tôi sẽ làm từng phần danh mục một cho các bạn biết. Tiếp theo này, loại khách hàng nhà cung cấp thì các bạn nhìn thấy ở trong này thì chúng ta thêm một loại chúng nhằm mục đích là phân loại khách hàng thôi nhá. Ở đây trong này thì trong khách hàng nhà cung cấp này này, các bạn nhìn thấy là ở trong này chúng ta vào mới những cái ví dụ như là đầu tiên tôi muốn giới thiệu các bạn đây là nhóm đối tượng. Bạn thêm mới cái nhóm đối tượng này nó cũng là tổ chức cái đầu tiên chúng ta khai báo cái loại khách hàng nhé. Ví dụ loại khách hàng là khách hàng thường xuyên, khách thường xuyên đi. Đấy, thế các bạn chiến lên vào đây, các bạn chọn sang đối tượng, các bạn chọn thêm mới này. Các bạn ấy nhìn thấy ở đây chúng ta sẽ tổ chức tiếp là khách hàng thường xuyên, nó có nhiều tỉnh đúng không? Ví dụ như Hà Nội này. Rồi, đấy thuộc loại là tất cả. Rồi, ok các bạn chọn lưu. Rồi các bạn chọn thêm tiếp ví dụ như là Hà Nam. Rồi ok các bạn vẫn là chọn tất cả, nó không thuộc Hà. Trong ví dụ như các bạn chọn một quận trong Hà Nội, một quận trong Hà Nội các bạn chọn nó là thuộc tập con của Hà Nội nhé, tức là nó nằm vào thuộc của Hà Nội. Các bạn lưu ví dụ thế. Thế thì đầu tiên chúng ta chọn thêm mới. À, cái cách thức tổ chức này thôi thì tôi cứ đi trước các cái hệ thống nó làm gì đã đúng không? À, phòng ban trong quá trình làm việc ấy, các bạn liên quan đến các cái phần như phần tính lương, phần làm lương, bảng lương chấm công ấy, các bạn lưu ý là phòng ban các bạn phải có. Các bạn ít nhất mà công ty mà doanh nghiệp nhỏ ấy, các bạn cũng phải khai báo là ban giám đốc phòng kế toán, rồi thêm phòng kỹ thuật nữa đúng không? Thêm phòng kỹ thuật nữa thì nó bài bản hơn cho các bạn. À, tôi sẽ khái niệm cho các bạn cái cách thức là cái nhân viên là một này, khách hàng là hai. Cái mục này thì nó làm gì? Hai cái mục này nó giúp các bạn là giúp các bạn tổ chức các cái chứng từ nó cụ thể. Ví dụ này, đối với khách hàng nhà cung cấp nhá, thì các bạn nhìn thấy là ở trong này, nhưng mà chúng tôi nói lúc nãy rồi, nhưng mà đối với nhân viên ấy thì các bạn tách riêng ra một cái nhóm riêng, cái danh mục riêng. Khi các bạn chọn thêm mới ở đây thì cái phần nhân viên này nó sẽ tự động hiện lên trong cái quá trình các bạn nhập số liệu này nha. Các bạn vào đây các bạn chọn thêm mới, ok thì nó hiện lên luôn đây cùng với cả danh mục đối tượng khách hàng nhà cung cấp này và nhân viên, nó hiện vào đây hết. Thì các bạn sẽ tổ chức hai danh mục riêng nhưng mà khi nhập thì nó lại tích hợp lại thành một. À, cái phần tiếp theo là phần liên quan đến vật tư hàng hóa. Trong đấy là có phần kho thì chúng tôi đặt sẵn là 152, 153, 155, 154, 156, 157. À, thế nhưng mà đây là các cái công ty kinh doanh đơn thuần nhỏ lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế nhưng mà nếu như trong trường hợp là các bạn thấy là nếu mà trong trường hợp các bạn thấy là ở đây là doanh nghiệp mà các bạn muốn tổ chức, ví dụ như nó có hai kho thì các bạn tổ chức ở đây thành hai kho. Ở đối với những cái doanh nghiệp thi công công trình ấy, thì mở mỗi một công trình một kho vì nó đặc thù của nó là nhập xuất tại chân công trình. Thế thì việc chúng ta làm gì? Chúng ta tổ chức thêm những cái kho, ví dụ kho công trình để nhập xuất tại chân công trình ấy luôn. Thế chúng ta theo dõi được luôn cái nguyên vật liệu của từng công trình.
Vật tư hàng hóa thì các bạn biết rồi đấy, nó khai báo các cái loại vật liệu là hàng hóa mua vào bán ra. Rồi cái thành phẩm, cái thành phẩm này thì nó có một cái đặc thù là thế này, nó chỉ phục vụ cho cái doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm. Nhưng mà khi các bạn vào cái thành phẩm này thì các bạn đối với doanh nghiệp sản xuất, các bạn không vào chỗ vào hàng hóa vật tư trong này, là các bạn vào thành phẩm đấy nhá. Các bạn vào mục thành phẩm rồi thì nó tự tích hợp sang phần vật tư hàng hóa. Các bạn vào bên phần vật tư hàng hóa thì nó không có trong thành phẩm nữa nhá. Và cái thành phẩm này nó sẽ tự link đến hai cái danh mục, đấy là vật tư hàng hóa và đối tượng tập hợp chi phí. Thế các bạn chỉ cần khai báo một chỗ này thôi nhá. Tiếp theo này, tiếp theo là phần công cụ dụng cụ. Cái danh mục công cụ dụng cụ thì các bạn biết đấy, nó có một cái đặc thù khác với các cái khác là nó có thể được dùng lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng mà trong quá trình làm ấy thì nhiều khi các bạn thấy là ví dụ như năm nay chúng ta mua bộ máy tính, chúng ta khai báo ở đây là bộ máy tính, thì sang năm chúng ta lại mua tiếp một bộ máy tính. Nhưng mà như thế thì nó cũng không hợp lý lắm. Tôi nghĩ là trong này thì chúng tôi đã tổ chức rõ rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là các bạn ví dụ như bộ máy tính 2016 thì các bạn ghi cụ thể 2016 vào. Và bộ máy tính 2017 vì cái này nó liên quan đến phân bổ trên tài khoản 242 mà. Thế các bạn tách ra ví dụ bộ máy tính mở ngoặc 2016. Đó, sau các bạn khai báo thêm một cái mới là bộ máy tính 2017. Đấy, thì nó rõ ràng hơn cho các bạn. Các bạn nhập số lượng bao nhiêu tùy các bạn trong quá trình nhập thôi. Tài sản cố định như các bạn biết là ở đây trong có mấy mục, đúng không? Các cái loại mục này chúng ta hôm nọ có bạn nào bạn chăn nuôi heo, bạn bảo mình là sản xuất heo, mình mà heo làm sao mà sản xuất được, các bạn chăn nuôi hay làm sao mà sản xuất được. Cái này cây lâu năm này, súc vật làm việc và cho sản phẩm, cái khái niệm này nó trông nó cũng trừu tượng đúng không? Tớ thì thấy là súc vật làm việc, ví dụ con bò nó kéo làm ruộng, kéo cày kiếc gì kéo bừa thì nó mới cho ra sản phẩm. Nhưng mà con lợn thì nó đẻ ra, đấy có phải là sản phẩm không? Nó lại không phải là làm việc mà nó đẻ, vấn đề đẻ nó không phải là công việc, nên cái này nó cũng khá là trừu tượng. Thế đối với một số các cái công ty thì cái tùy cái việc các bạn lựa chọn cái việc hạch toán và đưa vào các cái tài sản loại này. Tôi thì tôi thấy thế, tôi thấy loằng ngoằng lắm, chỗ này loằng ngoằng lắm. Khái niệm nó chung chung cái này, chả biết thế nào. Tài sản cố định. Trong cái tài sản cố định thì các bạn lưu ý là cái khai báo của chúng ta ấy, là khai báo với phần tài sản thì nó cũng có những cái đặc thù riêng. Thứ nhất là mã tài sản, thứ hai đơn vị tính. Những cái chỗ mà có dấu sao nhất định các bạn phải vào nhé. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái giá mua này là cái giá mua của các bạn này. Thế nhưng mà đối với những cái tài sản mà những năm trước ấy, thì các bạn làm dễ. Nhưng mà năm sau ấy, thì các bạn nhìn thấy vốn đầu tư của chủ sở hữu này nó bao gồm cả chi phí vận chuyển, cả chi phí chạy thử gì đấy nhá. Ngày mua ghi tăng này quyết định đến cái việc của các bạn là sử dụng cái trường hợp là đang dùng hay là mua cho dùng. Thế các bạn khai báo trong cái năm các bạn nhập số liệu ấy, nếu mà các bạn mua mới ấy, thì nó sẽ ở trạng thái chưa dùng nếu các bạn khai báo. Và các bạn phải lập chứng từ thì nó mới chuyển sang trạng thái đang dùng được nhé. Các bạn không lập chứng từ cho nó thì nó không ở trạng thái đang dùng. Tại vì liên quan đến cái phần gì? Liên quan đến cái phần là các bạn khấu hao, tính khấu hao và cộng thêm các cái chi phí bổ sung như là phí trước bạ, ví dụ đối với ô tô chẳng hạn, nó tới cộng thêm các cái chi phí mua trong nước chi phí mua tài sản trong nước rồi. Rồi là cái trạng thái đây các bạn có thể khai báo là ấy. Nhưng mà đối với cái trường hợp nó là số dư đầu kỳ, có nghĩa là số liệu của cái này là nhập từ năm 2017 nhưng mà các bạn ghi là ngày mua, ngày ghi tăng, ngày sử dụng, ngày tính khấu hao là 2016 thì ở đây các bạn sẽ chọn nó là đang dùng. Nếu mà các bạn không tính khấu hao nữa thì các bạn chọn đang dùng nhưng lại không tính khấu hao. Cái đã thanh lý nhượng bán thì các bạn cần khai báo thì khai báo, không khai báo thì thôi. Nhưng mà các bạn đã khai báo vào thì nó là phải là đã thanh lý về nhượng bán nha các bạn. Phụ kiện đi kèm là các bạn có thể bổ sung các cái phụ kiện đi kèm. Đấy là phần tài sản. Ok. Tiếp theo là cái phần loại tiền.
Loại tiền ở đây thì các bạn có thể sửa nhé. Những cái này các bạn, cái mã này chúng tôi đã đặt sẵn rồi, tên nước nào ấy, thì cái gì nó cũng Việt Nam đồng đô la Mỹ thì chỗ nào cũng đẹp, riêng cái chỗ này là nhân dân tệ, thế bên đầu nhỉ, đúng không? Các bạn thấy nó nhiều khi nó sử dụng cái từ cũng chính xác phết đấy. Cái tài khoản ngân hàng ở đây, chúng ta vào tài khoản ngân hàng này, chúng ta vào tài khoản như nào? Vào tài khoản là tài khoản chúng ta mở tại ngân hàng nhá, ví dụ như 01010000888888, đúng không? Ngân hàng Vietcombank rồi là 5101 6666777788, và ngân hàng MHD Bank chẳng hạn đấy, thì các bạn khai báo này. Chúng ta lưu ý là khi chúng ta sử dụng cái tài khoản này thì chúng ta không làm gì, không khai báo và mở tài khoản 112 ra, vì cái phần mềm của chúng tôi thiết kế là nó theo dõi từng tài khoản cho các bạn, chứ nó không theo dõi trong cái chỗ này của các bạn đâu. Cái tài khoản 112 này này, các bạn không mở ra, các bạn để thế này rồi, nhưng khi các bạn làm số liệu ấy, các bạn hạch toán liên quan đến tài khoản 112, các bạn nhìn thấy này, chỗ này được đánh giá là theo dõi theo tài khoản ngân hàng này. Nhìn thấy không? Rất rõ. Nếu các bạn bỏ cái này đi thì cái sổ sách nó gần như là nó không có ý nghĩa nhiều ở trong cái phần này. Tài khoản ngân hàng xong rồi, đúng không? Mã thống kê này thì nó cũng là một khái niệm chung chung, nó là một cái mã mà các bạn bổ sung thêm cho quá trình các bạn làm kế toán. Thì cái mã thống kê này ấy, thì cho phép các bạn tổ chức một hệ thống mã riêng để các bạn có thể theo dõi. Cái mã này nó nhằm mục đích là tập hợp về một cái tài khoản nào đấy, hoặc là tập hợp các cái tài khoản. Ví dụ 511 thì các bạn có thể thống kê theo cái tiêu chí nào đấy, cũng khó nhỉ. 511 thì ví dụ thế, hoặc là các cái chỉ tiêu khác. Các bạn cần một hệ thống mã, các bạn nhập vào đây để các bạn theo dõi trong quá trình nhập. Nó có đây, ví dụ đây, nó có cái chứng từ này, nó có luôn có cái mã thống kê cho các bạn. Đây, mã thống kê nó có sẵn. Dĩ nhiên là chúng ta có thể ẩn nó đi nhé, ẩn hiện cột này, các bạn có thể ẩn mã thống kê đi, nó chả cần, nó cũng hiện lên thôi. Nhưng các bạn cần liên quan đến mã thống kê, các bạn chọn vào đây, các bạn chọn mã thống kê, tích vào đây thì các bạn nhìn thấy nó sẽ hiện lên thì các bạn nhập. Rồi ok. Rồi ví dụ cho các bạn như thế, đúng không? Tiếp theo là mẫu số hóa đơn, nó quyết định cái việc công ty bạn sử dụng mẫu số hóa đơn nào. Cái này nó cũng nhằm để các bạn khai báo, và chúng tôi trong quá trình làm với các bạn cái mẫu số hóa đơn này này, là cái mẫu hóa đơn đỏ chúng ta xuất ra, nó liên quan đến cái phần quản lý phát hành hóa đơn. Các bạn chọn thông báo hóa đơn, và sau này chúng tôi sẽ còn tích hợp thêm cái chức năng là đang 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 làm, và cái hóa đơn điện tử thì cũng gần như là xong rồi và sẽ update trong ngày mai thôi. Cái hóa đơn điện tử thì chúng tôi làm là làm muốn các bạn lựa chọn bất cứ một đơn vị nào cung cấp cái dịch vụ hóa đơn điện tử cũng được, thì chúng tôi đều có thể cho phép các bạn chuyển lên rất là dễ dàng. Công cụ chúng tôi là thế, chứ chúng tôi không bán phần mềm mà để chúng tôi bắt các bạn phải mua cái dịch vụ hóa đơn điện tử của chúng tôi, không cần. Bạn có thể mua bất cứ đâu. Rồi thế thì cái này là cái quyết định cái vấn đề là viết xuất hóa đơn ra nhá. Các bạn muốn làm được hóa đơn bán hàng, các bạn phải khai báo cái này và thông báo phát hành hóa đơn ở trong cái phần này này, thì nó mới có cho các bạn cho các bạn nhập hóa đơn, nhập chứng từ về hóa đơn bán hàng nhá. Tiếp theo phần mà chúng tôi muốn nói các bạn đây là gì? Đối tượng tổng hợp chi phí. Cái thằng này mới là thằng quan trọng đối với doanh nghiệp sản xuất và xây dựng. Trong quá trình chúng ta làm ấy, tí nữa tôi sẽ làm chi tiết cái phần là nhập vào số liệu vào, nhưng mà bây giờ tôi giới thiệu qua và tổng quát này. Thì thêm ở đây các bạn này, khi các bạn thêm cái đối tượng này ấy, thì cho phép các bạn chọn rất loại nhiều, nhìn thấy không? Đấy. Thế nhưng mà các bạn lưu ý là đối với cái phần thành phẩm và bán thành phẩm, các bạn không nhập ở đây mà các bạn nhập ở ngay bên chỗ này này, thì nó sẽ tự động chuyển sang đây cho các bạn. Thế nó không cần các bạn phải nhập chỗ này thêm hai lần, chỉ có trừ trường hợp cái này chúng ta làm công ty mà làm theo đơn hàng là một này, sản xuất thi công công trình. Thế các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ chọn ở đây mã công trình, lấy tên công trình rồi ok, các bạn nhìn thấy không? Thì chúng ta sẽ khai báo ở đây mà không khai báo ở phần thành phẩm.
Tiếp theo chúng ta có cái phần gì? Tôi chả thấy bạn nào comment cái gì nhỉ? Không comment, các bạn comment hỏi đi, hay là nói ngọt quá nghe nó dễ hiểu thì các bạn lại cứ ngồi nghe cái đã đúng không? Sau này vướng mắc làm đến đâu vướng mắc thì liên hệ với chúng tôi đúng không? Hiện nay thì đang trên mạng đang rộn ràng cái việc là chúng tôi cung cấp cái bản miễn phí cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 300 chứng từ, cung cấp bản quyền cho các bạn luôn. Thế nên là các bạn cứ yên tâm mà sử dụng, cứ dưới 300 chứng từ 1 năm các bạn được dùng miễn phí mãi mãi nếu các bạn cứ 300 chứng từ 1 năm. Nhưng mà bản thân tôi thì không mong muốn như thế. Các bạn phải vượt trên 300 chứng từ thì công ty các bạn mới phát triển. Các bạn cứ dưới 300 mãi thì 10 năm thì các bạn cũng cứ chả có tiền, đúng không? Công ty là phải phát triển lên, nó mạnh dần. Cái phần tiếp theo là phần khai báo các cái số dư ban đầu. Đối với một phần mềm thì phần mềm nào cũng thế. Khai báo cái số dư ban đầu nó cũng quan trọng. Ở đây thì chúng ta thấy là số dư ban đầu ấy bao gồm cái phần tài sản chúng ta khai báo trong này luôn. Thế nhưng mà số dư ban đầu ấy thì đối với tài khoản, vật tư hàng hóa, công nợ và công cụ dụng cụ. Tài khoản thì các bạn vào tất cả các tài khoản không phải công nợ, và phần công nợ các bạn vào đây nó sẽ tự đẩy số liệu sang đây. Rồi ok, vật tư hàng hóa thì các bạn vào đây. Cái này nó sẽ không tự đẩy sang cái phần tài sản khoản này đâu. Ví dụ như bên này là 152 thì các bạn vào thì nó không hiện lên bên này đâu. Các bạn là nhập tổng số liệu bên này nhá, tổng, ví dụ tổng tài khoản 152 bao nhiêu, dư nợ bao nhiêu, chi tiết hàng hóa nó nằm trong này. Vì chúng tôi không tích hợp sang, các bạn biết là tại sao không? Rất nhiều các cái doanh nghiệp thì theo dõi tài khoản 152 nhưng lại không theo dõi tài hàng hóa vật tư ở trong 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 kho. Thế thì cứ bắt nhập vật tư cho nó đủ tài khoản 152 thì các bạn thấy không, các bạn phải làm giả số liệu, đạo nhạc, người ta gọi là đạo nhạc đúng không? Nên khó. Thế nhưng mà ở đây các bạn nhập thôi, chứ trong quá trình làm số liệu thì nó mặc nhiên nó chuyển qua chuyển lại giữa tài khoản và hàng hóa vật tư. Nhưng mà đối với tài khoản thì nó lại khác. Công nợ này, công nợ thì mặc nhiên rồi, công nợ thì kiểu gì cũng phải cụ thể và nó tự động đẩy trong phần tài khoản nhé. Thế thực ra những cái chức năng đấy là chúng tôi thiết kế là nó không có gì là khó, chẳng qua là cái mục đích là để cho khách hàng linh hoạt trong quá trình làm. Rồi là cái công dụng dụng cụ cũng thế. Các bạn khai báo số dư đầu kỳ, tôi khai báo tôi chỉ có bạn tí nhá, tài khoản chờ phân bổ ok đúng không, tài khoản chi phí ok rồi đúng không, số lượng, giá tồn, đơn giá, số lần phân bổ. Cái giá này là giá tồn còn lại này. Số lần phân bổ này cũng là số lần phân bổ còn lại. Thế thì cái số tiền phân bổ này các bạn này, các bạn đang làm ví dụ như một cái tài sản, một cái công cụ các bạn đang làm ở phần mềm khác, các bạn chuyển sang làm phần mềm của tôi thấy nó hay, nó tập hợp chi phí nó sướng thế các bạn chuyển sang các bạn làm ấy. Thế thì các bạn này bảo chết cha rồi, cái tài công cụ dụng cụ này bên kia mình cứ phân bổ nó là 100.000 một tháng, thế vào đây nó chia ra cho mình là cứ 90.000 một tháng thế này thì cứ chạy nhập được 2 tháng rồi, bây giờ nó bắt chạy lại mà khác số liệu báo cáo thì lên với sếp rồi đúng không? Chỗ này cho phép các bạn lại đánh lại nhé, cho phép các bạn đánh lại số này, ví dụ nó chia ra là 100 nhưng các bạn vẫn lại đánh lại 90 bình thường. Phần lương các bạn nhìn thấy đấy, đối với ký hiệu chấm công thì đã có theo mẫu chúng tôi làm, có sẵn mẫu của quy định của nhà nước rồi. Mức lương cơ sở, đây là cái mức lương mà chúng ta bắt đầu áp dụng từ ngày nào. Mức lương cơ sở thì bây giờ đã là 1 triệu. Mức lương này, mức lương đóng bảo hiểm các bạn nha, mức lương cơ sở để tính bảo hiểm. Thế thì ở đây là cái mức lương gì, ở đây là đến bây giờ thì nó là 3.100.000 mấy, 30.000 đến 50.000 gì đấy đúng không? Tiếp theo phần mức đóng bảo hiểm đây. Trong này các bạn kích đúp vào đây thì các bạn nhìn thấy là khai báo các cái mức đóng bảo hiểm khác nhau. Rồi ok, mức đóng theo quy định hiện hành. Lúc nào chính sách nhà nước thay đổi thì các bạn vào đây thay đổi lại nha. Tiếp theo là biểu tính thuế thu nhập cá nhân, thì cái biểu này là biểu lũy tiến bậc 1, bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4 đến bậc 5. Từ bao nhiêu thì đến bao nhiêu thì là bao nhiêu tiền, cái này các bạn có thể khai báo lại nhé. Rồi ok, tiếp theo này cái phần hợp đồng. Phần này là những cái hợp đồng mà các bạn nhập vào đây trong quá trình làm, các bạn có thể làm theo theo dõi theo cái hợp đồng này. Cái hợp đồng này thì chúng tôi đã đưa vào đây rồi nhưng mà cũng phải là
cụ thể, mà khi các bạn làm các bạn mới có những cái cụ thể. Và chúng tôi sẽ viết theo cái hướng là theo cái nhu cầu khách hàng nhiều hơn, phát triển dựa vào cái nhu cầu khách hàng, chứ chúng tôi không làm theo cái ý của chúng tôi. Chúng tôi làm ra các bạn trả dùng. Tôi thích nhất là thiết kế phần mềm mà lại thiết kế theo cái ý tưởng của các bạn. Các bạn bảo cái hợp đồng chúng tôi phải theo dõi như thế này thế kia, theo dõi lung tung cả lên đúng không? Ví dụ như đấy, các bạn chỉ tiêu như thế này thế kia, thế thì chúng tôi sẽ bắt đầu đi theo cái hệ thống và nâng cấp cho tất cả các khách hàng đều được dùng, chứ không phải chỉ mình các bạn. Các bạn là một phần đóng góp vào trong cái quá trình làm phần mềm của chúng tôi. Sản phẩm nó là trí tuệ của nhân loại. Thế tiếp theo là chúng tôi muốn nói liên quan đến cái phần nghiệp vụ. Thế thì qua cái phần khai báo là chúng ta nắm hết là cái nội dung của cái vấn đề khai báo này rồi đúng không? Có một cái nào nữa? Còn cái tài khoản ngầm định tôi chưa nói với các bạn. Cái tài khoản ngầm định này là các bạn khai báo vào, ví dụ bán hàng chưa thanh toán này các bạn khai báo ở đây, trường hợp là bán hàng chưa thanh toán này các bạn chọn đây. Nó mặc nhiên nó định khoản sẵn cho các bạn thôi. Để các bạn tránh các cái trường hợp là các bạn làm nó bị gì? Nó bị sai định khoản. Chẳng qua là nó để tự động cho các bạn thôi, không có cái gì cả. Các bạn kích đúp và bán hàng mà nhận tiền mặt thì các bạn nhìn thấy nó đặt sẵn 1-2 này, ngoại tệ đây đấy, trong trường hợp này nó tự động luân chuyển thôi. Cái nhóm tài khoản thì các bạn biết rồi, chúng ta lấy cái tài khoản gọi là tài khoản cấp 1 là cấp đầu tiên, nhóm là cấp đầu tiên nhé. Tiếp theo chúng tôi muốn nói đến phần nghiệp vụ. Các bạn nhìn thấy này, trong cái tiền mặt thì các bạn đương nhiên là các bạn có thu tiền để chi tiền này, ngân hàng thì có thu tiền để chi tiền, có cái chuyển tiền nội bộ của các bạn này. Cái chuyển tiền nội bộ này là phục vụ cái mục đích gì? Cái chuyển tiền nội bộ này là nó phục vụ cái mục đích là chúng ta chuyển từ tài khoản ngân hàng này sang tài khoản ngân hàng khác nha các bạn. Thế có bạn ấy bảo thế thì ở ngân hàng thì chúng tôi chuyển nội bộ, nhưng ở nhà chúng tôi cũng chuyển nội bộ thì làm thế nào? Thế ở nhà thì phải chuyển từ ông này sang ông khác, ông này cầm thì ông khác, còn gì nữa, còn chuyển gì nữa, đúng không? Ông nào cầm thì cứ viết phiếu tạm ứng, không phải là sếp, kể cả sếp cũng viết phiếu tạm ứng hết, đúng không? Không biết có bạn nào lại thắc mắc cái chuyện ở nhà tôi có hai két, một két sắt ở đầu phòng này, một két sắt ở đầu phòng kia, thì két nào thì trả tiền của các bạn cả, đúng không? Ở ngân hàng thì nó khác nhau, nhưng mà người tiền mặt thì mặc nhiên nó là như nhau rồi. Mua hàng thì các bạn nhìn thấy ở trong cái mua hàng khá nhiều cái vấn đề. Cái phần đầu tiên là mua hàng rồi, các bạn mua hàng thì cũng quá nhiều, hôm nào tôi làm chỗ này tôi sẽ làm rất là kỹ. Mua hàng có nhiều trường hợp. Mua hàng thì mua hàng nhập khẩu này, nhập khẩu thì có cái thì có thuế nhập khẩu, có cái thì không có thuế nhập khẩu này, có cái thì mua có thuế môi trường này, có cái thì không có phí môi trường này, rồi có cái mua thì là chưa nhận hóa đơn này, có cái trường hợp mua thì hàng về trước hóa đơn về sau này. Đấy, thế thì các bạn nhìn thấy là ở đây cái phần mua hàng nó có khá nhiều các trường hợp. Hôm nào tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức các bạn làm cụ thể tất cả các trường hợp đấy. Cái nhận hóa đơn là chẳng qua cái trường hợp mà hàng về trước mà chúng ta vào phía nhập mua hàng chúng ta chưa nhận hóa đơn, sau này chúng ta nhận hóa đơn thì chúng ta vào đây chúng ta đưa hóa đơn vào cái phiếu nhập mà chúng ta muốn. Cái mua dịch vụ này là cái mua gì? Cái mua dịch vụ này là nó phân biệt giữa mua hàng và mua dịch vụ. Điều kiện của nó là sao? Tức là những cái mua hàng này là các bạn mua hàng qua kho, đưa về nhập kho và xuất đi. Nhưng mà cái mua dịch vụ là có những cái mà chúng ta lại, nó là cái dịch vụ chứ nó không phải là cái gì đưa vào kho được. Thành ra là chúng ta ví dụ như chúng ta thanh toán cái tiền điện sản xuất thông qua tài khoản ngân hàng mà chúng ta nhận cái hóa đơn từ công ty điện lực thì đó là một hình thức mua dịch vụ. Cái chi phí mua thì các bạn biết là trong trường hợp mà các cái chi phí mua mà người ta mua hàng mà chúng ta chưa nhập trên phiếu nhập mua hàng, hoặc là trường hợp là phân bổ chi phí mua thì các bạn biết là có những trường hợp là chúng ta được phân bổ cho các cái loại hàng hóa trong một tháng. Đấy, tức là chẳng hạn như ví dụ thế, được giảm được đấy, rồi là phân bổ chiết khấu mua. Khi mà các bạn mua hàng thì thường có cái phần chiết khấu. Chiết khấu thì các bạn chờ tôi tí nhá, mưa to quá ồn ào. Đóng cái cửa lại tí.
Đúng là mùa mưa lũ rồi, mưa to quá. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp nhé. Các bạn nhìn thấy là cái gì, mùa mưa lũ mưa to quá rồi các bạn, ồn hết, ồn ào. Chúng ta sẽ đi tiếp cái phần mua hàng đúng không? Mua hàng thì các bạn đấy này, trả lại hàng mua này, rồi lại giảm giá hàng mua, phân bổ các cái chi phí giảm giá hàng mua nhá cho khách hàng này. Giờ là bán hàng thì trong có cái phần đơn đặt hàng thì chúng ta bán theo đơn nhá, và cái phần bán hàng này là bán hàng này thì chúng tôi tích hợp cả hóa đơn bán hàng dịch vụ và hóa đơn bán hàng thông thường, hóa đơn bán những hàng qua kho. Yếu tố tại sao lại tích hợp phần này thì tôi cũng biết là các bạn dùng thì có một hóa đơn thì các bạn xuất bất cứ là dịch vụ hay là hàng hóa thì đều phải xuất ra theo cái số hóa đơn của các bạn. Rồi hàng bán bị trả lại, hàng bán trả lại thì chúng ta thấy là hàng bán này là khi chúng ta mua bán ra mà lại nó vì một lý do nào đó mà chúng ta sẽ phải bị khách hàng nó trả lại. Rồi là hàng bán giảm giá thì chúng ta giảm giá cho hàng bán. Để thu tiền khách hàng là áp dụng cái này ấy. Các bạn nhìn thấy ở đây này, cái thu tiền khách hàng này nó khác với thu ở trong này. Đấy, nó khác với cái nghiệp vụ thu này. Một cái phần là phần gì? Bán hàng này, thu tiền của khách hàng là cái này, thu theo hóa đơn các bạn, thu theo hóa đơn bán hàng. Đấy, nó nhằm phục vụ cái mục đích là quản trị theo cái thu của cái hóa đơn nào nó hết chưa đúng không? Kho thì có phần nhập kho này, phần xuất kho này. Cái này chỉ phục vụ để xuất kho nhập kho nội bộ thôi các bạn nhá. Thì các bạn ví dụ nhập kho các cái thành phẩm sản xuất được này, bán thành phẩm sản xuất được này, rồi là nhập các cái nguyên vật liệu dùng không hết này. Chúng ta nhập ngược lại kho đúng không? Ở xuất kho ấy, thì các bạn biết là trong trường hợp này, xuất kho là xuất để phục vụ sản xuất này, xuất để thi công công trình này, có nhiều tính năng. Chúng ta xuất ở trong này là xuất có nhiều tính năng. Rồi là xuất điều chuyển kho thì các bạn biết là cái ông này mới là cái ông lằng ngoằng do những cái khách hàng mà người ta làm ấy. Nó lằng ngoằng ở chỗ nào? Cái ông chuyển kho này là ông có nhiều kho, ông ấy chuyển đi chuyển lại cứ vòng một tháng này, có khi cái hàng hóa của ông vòng 5-6 kho, bán không hết thì chuyển về kho cũ, kiểm kê hàng tồn kho, đương nhiên có chức năng này rồi. Ok, các bạn chọn tính giá xuất kho. Tính giá xuất kho là cái chức năng này tính cho các bạn này, chức năng tính nhập trước xuất trước và bình quân cuối kỳ, bình quân gia quyền. Rồi ok, phần thuế này cho phép các bạn làm bảng kê đầu vào đầu ra, lập chứng từ khấu trừ thuế, làm tờ khai thuế và nộp thuế, rồi điều chỉnh thuế. Thì cho các bạn các tính năng nó tích hợp sang cái hỗ trợ cái khai cho các bạn nhé. Ở đây là tài sản cố định thì mua và ghi tăng này, các bạn nhìn thấy trong trường hợp ghi tăng khác thì từ lúc nãy nói danh mục tôi có nói qua là mua và ghi tăng là các bạn mua về ghi tăng tài sản nhá. Cái trường hợp ghi tăng khác là thế này, các bạn được góp vốn bằng tài sản. Các bạn cũng ghi cái mục ghi tăng khác này nhá. Rồi các bạn ghi tăng do xây dựng cơ bản hoàn thành, các bạn cũng vào đây. Một số các cái trường hợp tăng mà lại không phải do mua. Cái phần tính khấu hao này, rồi điều chuyển bộ phận sử dụng này, rồi điều chỉnh giá trị tài sản này, ghi giảm tài sản này, rồi là cái bảng hệ số phân bổ tài sản này. Cái bảng hệ số phân bổ tài sản nó chỉ dùng cho các cái doanh nghiệp về xây dựng và sản xuất sản phẩm nha các bạn, có tài sản nó tham gia nhiều quy trình sản xuất nó được phân bổ. Rồi tiếp theo phần công cụ dụng cụ là như nào? Mưa to quá ổn nhỉ, các bạn nghe rõ không? Phần công cụ dụng cụ thì bao gồm phần mua ghi tăng và ghi tăng khác. Cái mua ghi tăng này là cũng mua công cụ dụng cụ về và đưa thẳng vào 242, hoặc là các bạn mua chưa thanh toán mà ghi đi thẳng vào 242. Còn cái trường hợp ghi tăng này là do các bạn mua hàng, các bạn nhập mua bình thường. Sau đây các bạn ghi tăng đây là các bạn xuất ra khỏi kho nhé các bạn. Xuất kho công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh là nó sử dụng cái ghi tăng này chứ nó không dùng cái phiếu xuất nội bộ. Cái phiếu xuất này không phải các bạn nhá.
Riêng công cụ dụng cụ là sử dụng ghi tăng này, rồi điều chuyển bộ phận sử dụng ghi giảm không dùng nữa, rồi phân bổ. Phân bổ theo hệ số. Giá thành công trình. Cái phần này thì các bạn biết là phần này phục vụ cho công trình. Cái yếu tố của cái phần này ấy, thì các bạn biết là chúng tôi đã làm nhiều lever trực tiếp về cái làm giá thành công trình sản xuất, thì các bạn thấy nó hiệu quả đến mức nào, phân tích giá thành rất là cụ thể. Giá thành đơn hàng thì các bạn cũng thấy nó tương tự như kiểu mà nó là công trình ấy. Rồi giá thành sản xuất thì các bạn biết là nó có nhiều cách tính giá thành. Thứ nhất là theo thực tế, giá thành đơn giản là giá thành theo công đoạn. Giá thành theo công đoạn mà lại nhiều sản phẩm mà không biết nguyên vật liệu thế nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái bảng hệ số tỷ lệ để phân bổ cho các cái chia cái giá thành của cả một cái nhóm sản phẩm, hàng nghìn sản phẩm theo một cái tỷ lệ nào đấy. Đúng không? Cái này áp dụng cho các doanh nghiệp nào? Doanh nghiệp cực lớn. Các bạn biết là nó cực lớn. Phần mềm của chúng tôi là không phải là phần mềm dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đâu. Vừa và nhỏ dưới 300 chứng từ chúng tôi cho luôn, không phải mua gì hết. Nó là cái phần mềm này áp dụng tất cả các doanh nghiệp, kể cả lớn đến mức nào cũng áp dụng hết. Gần như làm được hết các việc của các bạn. Từ cái phần quản lý nhân sự và các cái quản lý theo cái giải pháp ERP. Nhưng mà cái giải pháp này, thực ra thì nó chưa cần đến mức đấy. Các doanh nghiệp bây giờ cứ làm tài chính cho nó ngon là ngon, không phải ERP gì đâm loằng ngoằng đúng không? Trong cái giá thành ấy, làm đây là cái này chúng tôi đi cụ thể chi tiết vào từng cái mô hình. Phần tổng hợp thì cho các bạn ghi chung, chứng từ chung là cái chứng từ gọi là phiếu kế toán. Các bạn hạch toán các cái nghiệp vụ còn lại không liên quan gì đến các cái nghiệp vụ trên này. Đấy, không liên quan đến các nghiệp vụ trên này thì các bạn đưa vào đây. Rồi là các cái chứng từ kế chuyển tự động hay phân bổ thì nó cũng đưa vào đây cho các bạn. Các bạn vào đây các bạn nhìn thấy hết. Chứng từ ghi sổ thì chúng ta biết là chúng ta ghi cho chứng từ ghi sổ nào. Rồi ok, cái chứng từ ghi sổ này thì tôi đảm bảo các bạn nhìn vào thích ngay. Cực kỳ hiệu quả. Chứng từ ghi sổ thì khỏi phải bàn. Đấy. Bù trừ không nợ, phiếu đối trừ không nợ giữa các đối tượng với nhau. Cái chuyển lãi lỗ thì các bạn biết là cuối kỳ chúng ta xử lý chênh lệch tỷ giá và cái chuyển lãi lỗ nhá. Quản lý phát hành hóa đơn. Các bạn nhìn thấy các cái chức năng để chúng ta khai báo đây. Tiền lương thì các bạn biết là chúng ta bắt đầu chấm công này, chấm công xong rồi làm bảng lương này. Làm bảng lương thì có hai loại, lương cố định và lương thời gian. Cố định thì dành cho sếp, lương thời gian này dành cho công nhân, cán bộ công nhân viên trong công ty này. Ăn lương trực tiếp thì làm bảng lương cố định này. Còn lương bảng lương thời gian thì chúng ta làm theo cái cho các cái công nhân ở dưới xưởng chẳng hạn, ví dụ công trường chẳng hạn. Rồi là hạch toán chi phí lương này, cái này nó cũng tự động nha các bạn, định khoản này. Rồi giả lương này, thanh toán bảo hiểm này, thanh toán thuế này. Chính sách bán hàng cũng thế, các bạn biết là có quản lý đối với các cái nhà phân phối cực kỳ hiệu quả khi mà cái chính sách giá bán cho đến combo sản phẩm này. Rồi là chính sách khuyến mại, chính sách giá bán này, những cái này nó áp dụng cho cái doanh nghiệp phân phối thì đừng có hỏi. Nó cực kỳ hiệu quả, không có sai thế nào các bạn làm. Chiết khấu cho một nhóm khách hàng nó là VIP mà thường cứ mua hàng là 3% giảm 30% thì cứ thế là giảm rồi. Rồi tiếp theo là cái menu hệ thống. Thì cái menu nghiệp vụ thì các bạn biết là chúng tôi đã giới thiệu gần như là hết rồi đúng không? Menu hệ thống là cái menu gì? Đổi mật khẩu này, tức là đổi mật khẩu của người sử dụng, người đang truy cập ấy, đang sử dụng phần mềm, đổi mật khẩu. Ví dụ đây là ông admin đúng không? Đổi cho ông admin đi. Rồi ok, thông tin người dùng. Các bạn nhìn thấy là đây là tên gì đúng không? Đấy. Quản lý người dùng. Các bạn nhìn thấy là chúng ta nhìn thấy không? Ông này ông vào quản trị hệ thống phát hiện ra ngay. Rồi ok. Tùy chọn. Các bạn nhìn thấy là cái phần hệ thống này, phần tùy chọn này thì nó cho phép các bạn khai báo rất nhiều các cái thông tin. Tên công ty ở đây là cấp bản quyền mã số thuế này, tỉnh, thành phố, quận, huyện, website, email, các bạn ghi vào hết các cái thông tin này. Nó còn liên quan đến tất cả những cái gì các bạn làm bên phần mềm hỗ trợ kê khai nhá.
rồi là in các cái hóa đơn mà có sẵn các cái thông tin này. Rồi định dạng số thì các bạn nhìn thấy là có nhiều định dạng cái kiểu tiền tệ như nào đấy, kiểu thì ký hiệu tiền tệ chẳng hạn như Việt Nam đồng chẳng hạn. À, đấy. Rồi các cái khai báo khác thì các bạn vào đây các bạn nghiên cứu nha. À, cụ thể cái phương pháp tính giá vốn này là khai báo cho cả cái hệ thống nhưng mà nó không quyết định tất cả đâu. Cái phương pháp tính giá vốn này là trường hợp các bạn không khai báo thì nó sẽ tính theo cái khai báo hệ thống này, còn các bạn khai báo ở trong cái danh mục hàng hóa vật tư ấy là đích danh hay là nhập trước xuất trước thì nó sẽ tính theo từng loại hàng hóa vật tư chứ nó không tính vào đây. Thế thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, theo dõi công nợ người vận chuyển, cho phép xuất quá để hiển thị số lô hạn dùng trên phiếu, rồi lưu không ghi sổ chẳng hạn, lấy đơn giá gần nhất, rồi là tính giá vốn theo kho lặp lại, rồi là hiển thị đơn vị chuyển đổi trên chứng từ. À, thì các bạn biết là ở đây có rất nhiều là các cái ký hiệu các cái ấy, rồi đây in tên người ký lên báo cáo hay không. À, đây có một cái phần nữa là phần rất hay các bạn nhé, để ý này, ông này là ông giám đốc đúng không, đây là phụ trách kế toán, nhưng trường hợp mà các bạn ký là ông này không phải chức danh là giám đốc mà là tổng giám đốc, chính là cái chức danh của ông này nó sẽ thay đổi. Ví dụ chúng ta đánh vào đây tổng giám đốc nhá, thì cái chức danh này nó sẽ được thay thế trong chứng từ thành cái chữ giám đốc thành tổng giám đốc hết. Phụ trách kế toán ở đây các bạn đánh vào là kế toán trưởng thì nó thay sẽ thay đổi tất cả các chứng từ báo cáo phiếu, thì phụ trách kế toán nó sẽ thay đổi thành kế toán trưởng nhá các bạn. Chúng ta ví dụ thế, cái để như thế này. Rồi các bạn tìm thấy cái tiếp theo là cái tiện ích. À, tiện ích cái ngày hạch toán này, các bạn hạch toán năm nào thì phần mềm nó tự động chạy theo máy tính của các bạn nhé. Các bạn hạch toán năm nào các bạn khai báo vào năm đấy, ví dụ như các bạn hạch toán vào cái tháng năm 2017 các bạn thì cần khai báo năm 2017 được, ngày nào thì do các bạn đánh in chứng từ. À, cái chức năng tìm kiếm thì các bạn tìm kiếm tất cả những cái gì trong phần mềm, trong dữ liệu các bạn nhìn thấy là rất là nhiều chỉ tiêu, các bạn chọn ở đây tìm cái gì nó sẽ tìm cho các bạn khoảng thời gian từ ngày nào đến ngày nào nhé. Rồi ok. À, tiếp theo phần báo cáo các bạn biết là các bạn kích vào đây thì nó hiện ra cái list báo cáo cho mình, nó cũng dễ tìm cho các bạn, đánh auto filter vào đây, ví dụ tôi đánh là công nợ thì nó ra tất cả phiếu công nợ, bạn đánh vào đây là nhập xuất tồn đấy, nó lọc ra cho các bạn. Rồi ok, báo cáo nó cũng dễ đúng không. Cảnh báo, đây là các cái cảnh báo mà chúng tôi thiết lập ra công cụ để các bạn có thể cảnh báo, ví dụ các bạn chọn loại khách hàng chẳng hạn. Đấy, chọn loại khách hàng gì, ở trong này là list các khách hàng cho các bạn này đúng không, các bạn chọn cái cảnh báo như nào. Ok. Cái phần này nó sẽ cảnh báo cho các bạn tất cả những cái gì liên quan đến khách hàng. Rồi ok, nhập khẩu tích Excel. Cái này nó cũng khá hay các bạn nhé. Các bạn có file nhập khẩu tích Excel này, các bạn chọn tệp này, các bạn chọn sheet này. Thế là chọn dữ liệu đích là các bạn nhập vào cái mục gì. À, đấy, chứng từ có hết các bạn hiểu không? Thế thì ở đây nó sẽ hiện ra các cái cột và dòng. Thế thì các bạn ví dụ như cột 1 các bạn quy định nó là ngày chứng từ thì các bạn chọn bên này một cái cột, hôm sau tôi sẽ làm cụ thể phần này cho các bạn. Nó nhập xuất nhập tới Excel vào dễ, không có vấn đề gì. Từ cái file của các bạn hay là không phải file của các bạn này, hoặc là file mẫu của phần mềm. Nhập khẩu từ Totoshop thì các bạn biết là nhập khẩu này. Nhập vào, xuất ra. Các bạn xuất dữ liệu ra xong đấy các bạn lại nhập vào ở chỗ khác thì các bạn ví dụ có một dữ liệu khác thì các bạn chọn nhập khẩu. Ghi sổ theo lô có nghĩa là các bạn ghi tất cả các cái khoảng thời gian chỗ đấy. Có những trường hợp chúng ta sẽ phải chúng ta sẽ phải ghi sổ cái bỏ ghi sổ để ghi lại dữ liệu tất cả những cái gì chúng ta nhập. Đấy, đánh lại số chứng từ, cái này là chức năng mà rất hay, các cái doanh nghiệp tư nhân nó rất hay dùng này. Đánh lại số chứng từ, ví dụ như cứ nhập loạn xì ngầu cả lên ở trong một năm như thế, đến cuối năm chúng ta chạy chức năng đánh lại số chứng từ, nó đánh lại từ đầu cho các bạn nhé. Thiết lập báo cáo tài chính. À, cái này là thiết lập các cái công thức để các bạn
lên báo cáo tài chính. Lắm lúc là các bạn biết là cần cân đối kế toán ấy, có nhiều khách hàng không không lên cân được đâu, vì người ta theo dõi lung tung, người ta theo dõi ví dụ như là tài khoản 131 người ta theo dõi anh kiểu, rồi là 1311 1312 lại theo dõi các khoản ngắn hạn dài hạn trung hạn, rồi là lung tung cả lên. Tổ chức lại thì phải thiết lập lại. Nội dung trợ giúp thì không có gì, chúng tôi làm bằng video hết rồi. Giới thiệu chương trình thì các bạn đã biết rồi, tự động cập nhật thì cái này là khi chúng tôi nâng cấp bất cứ một cái gì các bạn đưa lên thì các bạn cứ vào tự động cập nhật này. Cái này chúng tôi khuyên là các bạn nên một tuần các bạn cập nhật một lần. Cái đội lập trình của chúng tôi làm việc ấy thì thường là làm việc lập trình là làm gì, để nâng cấp phần mềm rồi là khắc phục các cái lỗi phần mềm khách hàng phản ánh. Đội hỗ trợ thì hỗ trợ cho khách hàng nhập số liệu rồi cài đặt, rồi là hướng dẫn khách hàng lên tổng hợp rồi lên báo cáo, rồi là nhập chứng từ nào vào đâu. Tiếp theo là các bạn nhìn thấy này, cái phần tự động cập nhật rồi, ok, cái phần style này thì các bạn biết là chúng ta đã giới thiệu cho các bạn xong rồi. Thế là chúng ta đã giới thiệu tổng quát cho các bạn xong. Nhìn thấy cái menu này các bạn biết ngay là có những cái menu chính nó nằm trên màn hình desktop này các bạn, các cái biểu tượng này giống như cái điện thoại của các bạn thôi, không có gì là khó cả. Đấy, các bạn cứ thế các bạn làm rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi nha, nhớ like và chia sẻ cái trang của tôi để nhiều người được học nha. Sắp tới tôi sẽ deliver nhiều về cái vấn đề đào tạo cho các bạn sử dụng phần mềm trực tuyến. Nếu như mà ai mà cứ vào like cái fanpage của tôi thì tôi sẽ gửi số liệu đào tạo cho các bạn qua mail. Nhưng mà phải like cơ, không like thì tôi không gửi. Các bạn like để các bạn làm gì? Like không phải là một phần là ủng hộ cho chúng tôi tăng thêm cái nhiệt huyết để chúng tôi làm việc. Cái thứ hai ấy, là tôi sẽ gửi cho các bạn cái số liệu đào tạo. Cái thứ ba là hỗ trợ các bạn cài đặt. Và cái thứ tư, cái quan trọng nhất là các bạn like thì các bạn mới biết là lúc nào chúng tôi liver thì các bạn mới biết mà học. Nó lắm lúc ví dụ chúng tôi liver muộn đi 1 tiếng đồng hồ hoặc là muộn đi 30 phút thì lúc nào liver thì các bạn sẽ có cái cảnh báo ở trên cái face của các bạn để các bạn dễ làm đúng không? Thế về cơ bản là hôm nay thì tôi cũng live ở trường đấy thôi. Các bạn cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau. Xin cảm ơn các bạn.